không làm điều mà bạn muốn, bạn liền khóc để ăn vạ. Mẹ đang bận chút, con tự chơi ngoan nhé. Nhưng con muốn chơi cùng mẹ cơ. Khi ai đó bắt bạn phải làm việc mà bạn không thích, bạn liền ăn vạ để không phải làm việc đó. Đến giờ về rồi Lan ơi. Con đang chơi, giờ con không muốn về. Bạn ấy đang làm gì đấy? Ăn vạ đúng Dạ vâng ạ. Khi không thể có được thứ mình muốn, bạn liền lăn ra ăn vạ. Con đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi. Nhưng con muốn ăn thêm cái này cơ. con thấy hình như là có giống ai đấy. Là giống ai ấy nhỉ? Giống Teddy. À giống em Teddy hả? Khi mọi chuyện không liền yên diễn ra theo ý muốn của bạn, bạn sẽ ăn vạ để xả cơn ấm ấm ức. Phiền phiền gì? Phiền toái. Như bạn có thể sẽ làm mình hoặc người khác đau. Như thế nào là gọi là làm người khác đau? Mình làm cái gì đấy mà bị người khác làm người khác đau ạ? Như nào, ví dụ cho mẹ xem nào. Sau câu chuyện này bạn ví dụ như cái hành động nào thì bạn ấy sẽ làm mình đau? Ví dụ như vứt đồ đạc lung tung cho mình dẫm vào sẽ làm cho người khác đau và làm cho mình đau. À đúng rồi, ăn vạ giống như ném cái gì đấy đúng không? Xong rồi tự nhiên là bực dọc là tự nhiên là lăn ra xong rồi ném đồ đúng không? Và ném đồ như thế thì lại vứt rác lung tung đúng không? Và sau đấy thì người khác đi vào có đau không? Và bản thân bạn đấy đi vào cũng có đau không? Có đúng không? Ừ. Tại sao làm hỏng đồ vật khi ăn vạ con? Vì tại vì khi ăn vạ mình ném đồ lung tung nên ra đồ nó sẽ bị vỡ. Đúng rồi, chính xác. Giống như thế này này. Ừ. Đồ vật có tội không? Không, cậu nhìn này, vỡ hết cả rồi. Bạn có thể bị các bạn khác ít Cassita thì Hitler đúng không? Không muốn chơi chung nữa vì tính ăn vạ. Không nên làm cứ điều gì khiến mình hay cười Hay gì? hay người khác bị đau. Cũng không nên quăng Không phải
Đúng rồi. Quật làm hỏng đồ vật. À, ok. Cậu ấy giận rồi đấy. Tức giận hay luôn phải kìm nén sự tức giận. Hãy làm theo những cách sau để xả tức bội. Bạn có thể khóc, gào thét, nhảy lên, nhảy xuống này, hay đánh đập thứ gì đó. Như thế cái hành này, nhưng trong sách này nhá, mẹ khuyên con nhá, cái lời khuyên này là không tốt này. Mặc dù là mẹ biết là cái sách này nói là con có thể xả bực bội bằng cách là gì, khóc vào đúng không, nhảy lên nhảy xuống, hoặc đánh một cái thứ gì đấy, có thể như là gối, bao cát hay đệm đúng không, để tránh phiền phức cho người khác, để phá hỏng. Nhưng mà như thế thì cũng không nên, bởi vì cái tội gối nó cũng chẳng có tội gì cả, đúng không con? Thế thì mình cũng không nên xả như thế, và thay vì đấy mình sẽ là nghĩ một cái gì đấy, nghĩ một cách tích cực hơn đúng không, chứ không phải là để xả cái bực bội bằng cách là mình lại xả vào cái gối, hoặc là mình gào lên xong rồi nhảy tưng tưng lên như thế, đúng không? Mặc dù là mẹ biết là cái sách này nó đang nói về vấn đề này, nhưng cái sách này, cái này cũng chưa hẳn là đúng, đúng không con? Bởi vì người đây người ta khuyên là con có thể xả cách bực bội bằng cách là đánh vào cái gối hoặc là bao cát, thì mẹ nghĩ cái hành động này là không tốt. Nhảy lên cái này xuống, con nghĩ là mẹ nghĩ là con không nên đọc, bởi vì cái này khuyên cái này cũng chưa đúng hẳn lắm nhá. Thế đâm ra là cái này là con không nên. Con có thể, ví dụ như con, mẹ sẽ khuyên con là ví dụ như con bực bội, con có thể đi vệ sinh hoặc là thở nhẹ nhàng một lúc để cho nó thoải mái, con thả lỏng người, thả lỏng ra, thật là thả lỏng, nghe chưa? Dạ, biết rồi ạ. Nhá, chứ không có việc mà mình sẽ lại đi chút giận vào cái gối, hoặc là mình lại nhảy tưng 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 gẩu như bằng cách như thế, đúng không? Con có thể bước, con có thể khóc nha. Nhớ chọn các vật, ví dụ